Hello, xin chào bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hội Làm Xài Bền Vững. Thì bữa nay là ngày 10 tháng 3 năm 2024. Mình tiếp tục cập nhật giá xài Đài Loan và xài cát chu nha các bạn. Thì nói chung cát lọc thì giá nó vẫn nằm đứng giá ở đó thôi. Nhưng mà cát lọc hiện tại mua số lượng ít quá nên số lượng không nhiều các bạn. Nên mình cũng không có cập nhật giá cho các bạn nắm. Thì giá xài cát chu thì các bạn tham khảo nha. Thì xài cát chu mình và một số nhà vườn bán. Thì của mình thì mình bán là 250 úp và giá 16.000, gớt lại là 8.000. Còn một số nhà vườn bán lùa, có người bán 13.000, có người bán 13.500. Đó, cũng có người bán 12.000, tùy theo cái xoài nó to trái hay là trái xoài nó nhỏ trái nha. Quay lại cập nhật giá xài Đài Loan thì cát chu đó mình cho các bạn tham khảo thôi các bạn. Còn mà ví dụ như bạn nào muốn bán thì mình cho số điện thoại của Dựa. Còn Đài Loan thì bữa nay giá xài Đài Loan thu mua Tây Dương xài xanh vàng đồng giá, xài nhất là 9.000, xài nhì là 5.000. Thì nó nhóng lên được cái xài nhì các bạn, nói chung thì nhóng lên. Giá mình báo là giá thu mua tại vườn nha các bạn, thì có thể là giá tại dừa nó sẽ cao hơn 1.000 đó. Thì hôm qua mình vừa thu hoạch xong xài chu, nói chung thì ít các bạn ơi, số lượng ít. Tại vì năm nay nó ra không nhiều, có 8 cây à. Mà bán cũng được 500 kg nha. Này túi bao xài bạn nhà nông. Thì mình cũng có xài bao cũ đó các bạn. Bao cũ rồi bao mới. Đó. Thì nói chung là bao màu mè rất ok các bạn ơi.